Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng các dự án treo chậm tiến độ tuy không mới nhưng luôn mang tính thời sự và trở thành vấn đề nhức nhối hiện nay. Điều này không chỉ gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh mà còn gây ra lãng phí lớn tài nguyên đất đai. Mặc dù lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành cũng đã vào cuộc quyết liệt nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này. Nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Vinh, dự án trung tâm thương mại và chung cư cao tầng VMC ở phường Hương Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại VMC có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trên địa bàn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư tại quyết định số 2307 ngày 26 tháng 6 năm 2006, sau khi được bàn giao mặt bằng vào đầu năm 2009, với diện tích hơn 3.100 m², công ty đã tiến hành xây dựng dự án và dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã nhiều lần xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Khi xây đến tầng thứ 11 của hai tòa nhà thì bất ngờ dừng lại, cho đến nay vẫn trở thành dự án treo điển hình ở thành phố Vinh. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn lãng phí tài nguyên đất đai khi đây được xem là khu đất vàng của thành phố. Địa phương cũng rất là kỳ vọng nó làm được thay đổi cái bộ mặt diện mạo của phường ở cái tuyến tiếp giáp trung tâm của thành phố. Tuy nhiên cái thời gian triển khai của cái dự án này thì quá lâu, kéo dài. Và chính cũng từ cái kéo dài đó mà làm ảnh hưởng đến cái công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đặc biệt là không làm thay đổi được cái diện mạo như cái kỳ vọng ban đầu của địa phương. Cũng ở tình trạng treo, chậm tiến độ là dự án do công ty dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Mặc dù địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao đất từ năm 2010, nhưng đã 13 năm trôi qua, nơi đây vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ lách mọc um tùm. Khi có quyết định nhá là về phê duyệt thì nhân dân là đã ngừng sản xuất cho đến nay là đã mười mấy năm rồi. Thì để hoang là về cái phần là lãng phí đất, là cái bà con là không sản xuất được. Thứ hai là trong cái quy hoạch xây dựng thì lại là nằm chờ. Dự án là được cấp quyết định quy hoạch năm 2011 thì đang triển khai, thì có cái chủ trương về tạm ngừng các cái khu đô thị đến địa bàn thành phố để phê duyệt quy hoạch chung. Thì cũng đến năm 2017 thì qua cái đoàn kiểm tra được phép gia hạn chủ trương lần thứ hai, gần như là quay lại từ đầu. Cái thủ tục như cái gọi luật mới thì phải cấp lại chủ trương đầu tư, gặp cái dịch bệnh cho nên là cái công tác xúc tiến cũng chưa được hoàn thiện để Ủy ban tỉnh cho phép cấp mới cái chủ trương đầu tư để tiếp tục triển khai. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đã tiến hành gần 700 lượt kiểm tra đối với hơn 500 dự án, thực hiện chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với gần 250 dự án với tổng diện tích quy hoạch hơn 121.000 ha. Đây là con số không hề nhỏ so với tổng số các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh hàng năm. Mỗi dự án treo, chậm tiến độ lại có những trạng thái khác nhau. Khi đề cập đến thực trạng các dự án treo, chậm tiến độ ở Nghệ An hiện nay, bên cạnh các dự án hoàn toàn bỏ hoang, chưa triển khai bất cứ hạng mục đầu tư nào trong suốt nhiều năm, thì cũng có không ít dự án chủ đầu tư chỉ triển khai một vài hạng mục, còn lại thì án binh bất động, dù cho dư luận bức xúc, phản đối, chính quyền các địa phương rà soát kiến nghị. Đơn cử như dự án tổ hợp sân golf khách sạn biệt thự bám mặt đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, do công ty cổ phần golf biển Cửa Lò làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 476 ngày 2 tháng 2 năm 2007 với tổng diện tích rất lớn, hơn 132 ha. Nhưng hơn 10 năm qua, chủ đầu tư mới chỉ hoàn thiện hệ thống sân golf và một số hạ tầng đi kèm để khai thác, còn rất nhiều hạng mục khác
đều dậm chân tại chỗ. Mặc dù chính quyền đã rất nhiều lần kiến nghị xử lý đối với dự án này, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết và tất cả lại tiếp tục phải chờ đợi. Thì đấy là một dự án có diện tích lớn, nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì mới triển khai được một số hạng mục, còn lại phần lớn thì vẫn đang còn chưa được đầu tư triển khai. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc với cả chủ đầu tư và cũng đã nhận được một số cái cam kết để triển khai. Tuy nhiên thì dự án vẫn còn dậm chân tại chỗ. Ủy ban thị xã Cửa Lò cũng đã có nhiều cái kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Tương tự là dự án khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người có thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Huệ trên tổng diện tích gần 9 hectare. Dù đã kéo dài trong nhiều năm, dư luận phản ánh liên tục, nhưng đến nay, ngoài các khu đất được phân lô bán nền cho nhà đầu tư thứ cấp, thì các tòa chung cư, nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng khác tiếp tục ở tình trạng treo, chậm tiến độ dài hạn. Chậm tiến độ này nó ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và nó ảnh hưởng đến là cái trật tự đô thị và đặc biệt là cái môi trường. Và chúng tôi đã kiến nghị với các cái cơ quan chức năng để là đôn đốc kiểm tra để các cái chủ đầu tư thực hiện các cái dự án, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Việc để hàng trăm dự án treo chậm tiến độ, hàng chục nghìn hecta đất bị bỏ hoang kéo dài trong nhiều năm trên địa bàn tỉnh là thực tế rất khó chấp nhận. Trong khi đó có rất nhiều nguyên nhân của thực trạng này đã được chỉ ra. Vì sao để xảy ra tình trạng nhiều dự án treo chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh suốt thời gian qua? Bên cạnh những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, thủ tục pháp lý liên quan, sự chồng chéo trong quy hoạch, thì câu trả lời được nhiều người nhắc đến chính là do năng lực của một số chủ đầu tư không thực sự đúng như báo cáo ban đầu. Thậm chí, nguồn vốn hoàn toàn phụ thuộc vào các ngân hàng thương mại hoặc vốn huy động từ các nhà đầu tư thứ cấp. Bằng cách này hay cách khác, họ dễ dàng vượt qua các vòng kiểm duyệt được đánh giá là chặt chẽ để được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhưng sau đó thì bỏ hoang đất đai hoặc thi công cầm chừng. Thì là cái trách nhiệm của các cái chủ đầu tư và cái năng lực của các cái chủ đầu tư khi vào khảo sát lập kế hoạch để xin giao đất để thực hiện các dự án, thì nó là cái năng lực tại thời điểm để thực hiện dự án là chúng ta đánh giá là chưa thực tế. Về dự án chậm tiến độ thì nó có rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân khách quan liên quan đến công tác quy hoạch, công tác về đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối, rồi là cái sự phối kết hợp trong cái quá trình thực hiện dự án của các cái nhà đầu tư thứ cấp. Lãng phí tài nguyên đất đai gây bức xúc trong dư luận, làm mất cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư có năng lực, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đó là những hệ lụy nhìn thấy rõ từ thực trạng của các dự án treo chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh suốt thời gian qua, nhưng để tìm lời giải thì không hề dễ dàng. Thực hiện nhiệm vụ rà soát danh mục dự án chậm tiến độ không triển khai trên địa bàn thành phố Vinh, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo và đề nghị kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn với gần 60 dự án. Điều đáng quan tâm là các dự án treo chậm tiến độ đã gây nên rất nhiều hệ lụy đối với đời sống dân sinh và sự phát triển của các địa phương. Việc mà kéo dài của dự án chậm hoàn thành và đưa vào sử dụng đó cũng chính là cái lãng phí cái nguồn tài nguyên về đất và cái công tác quản lý đất đai. Và cái mặt khác thì cũng gây cái dư luận không tốt trong nhân dân. Việc các cái dự án treo và chậm tiến độ trên địa bàn thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong số các hệ lụy từ dự án treo chậm tiến độ thì sự lãng phí tài nguyên đất đai là vấn đề gây bức xúc nhất, bởi đất thì bỏ hoang mà người dân lại không có quỹ đất để sản xuất kinh doanh. Và thực tế là trong quá trình xử lý vấn đề này, thời gian qua, các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn, sự thiếu phối hợp của các chủ đầu tư tìm đủ mọi lý do để biện minh cho sự trì trệ trong quá trình thực hiện. Làm sao để xử lý và khắc phục tình trạng dự án treo chậm tiến độ? Đó là điều mà dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay.
Xung quanh những vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về các dự án treo chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay? Vâng, đúng là trong những năm vừa qua thì cái kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh là đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đã thu được hút được nhiều dự án đầu tư động lực tất cả trên các cả các lĩnh vực. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả tích cực về thu hút đầu tư thì quá trình triển khai thực hiện dự án thì vẫn đang còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến việc triển khai các cái dự án sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Thế cái cụ thể ở đây thì có một số dự án sau khi chấp thuận thì việc triển khai dự án theo tiến độ đăng ký của nhà đầu tư và được các cơ quan chính quyền chấp thuận thì cũng không đảm bảo tiến độ theo đăng ký ban đầu, thậm chí là các một số dự án là chậm, quá chậm tiến độ, thậm chí không triển khai, dẫn đến là cái việc gây lãng phí về tài nguyên đất đai, lãng phí về các cái cơ hội đầu tư của các cái nhà đầu tư khác có nhu cầu và có muốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thì qua các cái đợt kiểm tra của các cái đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh báo cáo thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc nhiều dự án chậm triển khai, chậm tiến độ. Có thể đúc rút ra đó là cái thứ nhất đó là về cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các cái dự án, đảm bảo mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai dự án thì gặp nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là cái quá trình thực hiện các cái bước thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư thì nó liên quan đến nhiều luật. Hai nữa là nó liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, trong khi là các cái luật nó có một số mâu thuẫn chưa phù hợp với nhau, cho nên dẫn đến cái việc các cái cơ cấp chính quyền cũng như địa sở ngành thì xử lý có phần lúng túng. Vậy thì bên cạnh những cái nguyên nhân khách quan đó thì liên quan đến chủ đầu tư thì những cái yếu tố nào đã ảnh hưởng đến cái dẫn đến là dự án treo và dự án chậm tiến độ? Đối với các cái dự án treo, dự án chậm tiến độ liên quan đến chủ quan của chủ đầu tư thì cái một phần năng lực về tài chính và năng lực về quản trị của chủ đầu tư thì cũng chưa đáp ứng so với yêu cầu trong quá trình triển khai dự án thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ thực hiện dự án. Thưa ông, là để khắc phục và xử lý cái tình trạng dự án treo chậm tiến độ và không xảy ra cái tình trạng đấy nữa, hạn chế tối đa, thì trong thời gian tới thì tỉnh Nghệ An cần phải thực hiện những cái giải pháp như thế nào? Liên quan cả cái nhóm giải pháp chỉ đạo giải quyết các cái tồn tại trong quá trình rà soát kiểm tra xử lý các cái dự án chậm tiến độ trên địa bàn, thì về các cái giải pháp chúng thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các cái nghị quyết chuyên đề về cái lĩnh vực này. Cụ thể thì ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 13 ngày 1/6/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh thì ban hành nghị quyết số 31 ngày 22/7/2022 tăng cường công tác kiểm tra, rà soát xử lý các cái dự án chậm tiến độ không triển khai trên địa bàn tỉnh. Thì đấy là các cái giải pháp chung nhất để triển khai thực hiện. Còn mấy cái giải pháp cụ thể đấy là thứ nhất là tăng cường công tác xem xét, lựa chọn, mời gọi đầu tư đối với các cái dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch, các cái quy hoạch ngành liên quan, quy hoạch khu vực, quy hoạch chung trên địa bàn. Đồng thời là tăng cường công tác là thẩm định cái bước chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu, đảm bảo phù hợp với tất cả các kế hoạch liên quan, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi và xem xét năng lực triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, đảm bảo để dự án khi chấp thuận chủ trương đầu tư thì triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ đã đăng ký. Một cái thứ ba nữa là tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các dự án sau khi cấp phép đầu tư để đảm bảo đôn đốc, hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký. Và một cái giải pháp nữa là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để giải quyết các cái vướng mắc từ cấp cơ sở, cụ thể ở đây là chính quyền địa phương cấp xã huyện cho đến các sở ngành trong quá trình giải quyết các cái thủ tục liên quan trong quá trình nhà đầu tư khai thác hoạt động các cái dự án để đảm bảo dự án đi vào hiệu quả. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ trao đổi trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay. Phải khẳng định rằng thời gian qua để thực hiện công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều quyết định liên quan nhằm tạo ra quỹ đất thông thoáng, thuận tiện về mặt hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất để thu hút triển khai đầu tư xây dựng các dự án. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư sau khi ôm hàng nghìn mét vuông đất vàng rồi bỏ ngang hoặc xây dựng dang dở khiến người dân hết sức bức xúc. Vì vậy, cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ
để sớm giải quyết thực trạng này. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyenhinhnghean.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!